xa xa thì cảnh khá là đẹp. Mình chỉ chậm 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 lại để tránh cái độ rung lắc. Đây là con đường chỗ mình đây, phía kia xa xa là những cái cây cỏ đồ. Mùa này thì người ta phơi đót rồi quanh đường ấy, làm chốt. Ở dọc đường thì toàn là những hàng cây xi lau rất là hoang sơ. Cái kia là vườn tiêu của nhà người ta. Đó, mình dở dở quay cho bạn tìm thấy một tí. Em thì không có gì cả, đơn giản thôi, mộc mạc mà nên thơ. Nói chung là về đây cũng chả biết quay cái gì các bác ạ, bởi vì không khí Tết thì cũng chưa có, chỉ là quay rừng quay núi cho mọi người xem thôi, chứ còn bảo là quay không khí thì chịu rồi. Đây là con suối nhỏ đó các bác. Con cảnh toàn rừng núi cái này. Bạn thấy không? Rất là đẹp. Mình xuống xem nó róc rách như thế nào nữa. Mình thấy còn sương sớm còn rơi trên lá đấy. Ôi chà. Đây con cảnh núi rừng thiên nhiên. Mình muốn đem vào trong cho mọi người xem. Đây là những bông hoa dại rất là đẹp các bác ơi. Tuyệt vời, buổi sáng em vừa bị một cái tổ nhện nó tấn công. Bông hoa dại rất là tuyệt vời, đẹp cực kỳ luôn. Những cái cà phê mơn mởn xanh vào buổi sáng này. Thấy không? Đấy các bác thấy không? Mít này, đây là mít này. Còn mít đây các bác, bạn. Mít đây là mít non này. Như đây là kiểu như là giái mít đấy. Kiểu là mít đang còn mít bao tử đấy. Đó, đây mít bao tử này. Kia là hoa cà phê đang ra hoa. Cà phê đang ra hoa. Đúng rồi, trong quá trình ra hoa vừa mới thu hoạch xong nên đang ra hoa rất đẹp. Hương thơm thì ngào ngạt luôn. Đây là hoa cà phê các bác ơi. Bình thường thì hàng năm thì cứ đến mùa này là nó ra hoa đấy. Vừa mới thu hoạch xong một cái là ra hoa luôn. Lá môn buổi sáng này. Mặt trời bắt đầu lên rồi, mặt trời bắt đầu lên rồi. Và em thì đang dạo chơi để chỉnh sửa một số những cái cảnh quay đẹp cho các bác xem. Cho mọi người xem em. Mình lâu lâu hay nhiễm phong cách của bạn Tân Hoa Ban Phút ấy. Vì xem của bạn ấy cũng khá là nhiều. Ồ, đường đây các bác, ồ hoa đẹp. Nhìn mãi vẫn thấy hoa đẹp. Ở bé bé thì hay lấy cái hoa này đếm cánh lắm. Như là nó gắn liền với tuổi thơ của anh em ở đây. Cái này á, trước là có một cái quả là quả mâm xôi đấy. Mà con nít hay ăn mà giờ mình thấy mình cũng ăn mà. Để nó ngon nhé, quả mâm xôi ngon lắm á. Trong này như có tiếng kêu rì rào gì đấy mà mình cũng không quan tâm lắm.